Chào toàn thể quý khách hàng đã đến với cơ sở tranh gỗ Đại Nghiệp ạ. Hôm nay thì cơ sở bên em vừa mới hoàn thiện xong mộc cái bộ tranh tứ quý của anh Tùng ở trên Hà Nội. Anh đặt của cơ sở bên em cách đây khoảng hơn 1 tháng rồi. Thì hôm nay xong thì em muốn quay gửi đến anh Tùng cũng như là giới thiệu đến quý anh chị luôn. Nếu mà mọi người để ý thì mọi người có thể thấy em rất là hay quay video đúng không ạ? Bởi vì chia sẻ với mọi người như thế này. Đối với những cái sản phẩm đục tay này thì khi mà em quay video thì là những cái sản phẩm mà cơ sở bên em thực tế làm ra, hoặc là những cái bộ sản phẩm em thực tế em làm cho khách, hoặc là những cái bộ sản phẩm mà em thực tế là em sản xuất và em có sẵn, chứ không phải là những cái bộ tranh mà mình copy ở trên mạng về hay là mình chỉ gửi ảnh thôi. Nên chính vì vậy mà em muốn làm những cái video như thế này để chia sẻ những cái hình ảnh nó chân thực nhất để gửi đến quý khách hàng. Bởi vì có những bác khách thì bác ấy sẽ ở gần thì các bác ấy có thể đến được cơ sở trực tiếp, nhưng cũng có những bác khách thì bác ấy ở rất là xa, bác ấy không về được trực tiếp, nên là em muốn là làm thật nhiều những cái video như thế này để quay lại những cái sản phẩm của cơ sở bên em, làm sao để truyền tải những cái hình ảnh nó thực tế nhất để gửi đến mọi người. Ở bộ tranh thì được anh khách là đặt, được anh Tùng đặt với kích thước là chiều cao là 1m27, rộng 45 và dày 6 phân, và được đục tay kênh bong cực kỳ là sắc nét ạ. Ở hiện tại thì sản phẩm thì được anh đục đặt làm trên nền chất liệu là gỗ hương đá, cực kỳ nhiều vân và cũng rất là kênh bong, rất là đẹp đúng không ạ? Thì như mọi người nhìn thấy là cái sản phẩm thì được cơ sở bên em đục nổi rất là sâu, rất là nổi, nên là toàn bộ những cái phần tay của em nó sẽ dễ dàng là luồn lách qua những cái chi tiết của sản phẩm. Ở đây là cảnh Tùng anh chị nhá. Đây, có thể nói đây là một trong những cái số những cái mẫu tranh tứ quý nó khá là lâu rồi. Em đã chia sẻ là định dừng sản xuất mẫu này mấy lần rồi, nhưng mà tuy nhiên là vẫn nhận được cái sự yêu thích của các bác khách, nên là em vẫn làm hàng đặt cho các bác ý. Nên mọi người có thể hình dung là đây có thể nói là một trong những cái mẫu tứ quý mà gần như mọi người có thể thấy là nó xuyên suốt rất là nhiều năm và không hề bị lỗi mốt anh chị nhá. Đây, rất là đẹp, mọi người nhìn thấy không ạ? Nhìn cái phần đây là cái thân trúc này đó, các bác thấy không ạ? Tiếp tục bên này là cảnh cúc ạ. Đây, được moi móc móc tỉa kênh bong rất là đẹp các bác nhá. Đó, các bác thấy không ạ? Đó, cực kỳ là sắc nét các bác nhá. Đây ạ, rất là đẹp này, kênh bong moi móc này, gà này, cúc kê này. Đó, tiếp tục bên này là cảnh mai. Đây ạ, bông hoa mai đây ạ. Đấy, cái phần cành này. Các bác hình dung là cái mẫu này của mình nó được móc rất là cao, phần móc kinh bong nó rất là nhiều, và nhìn cái phần cành rất là mảnh mai và rất là đẹp, các bác thấy không nhỉ? Đây, kỳ đẹp các bác nhá. Đó, cái phần nhụy mai cũng được tỉa rất là kỹ đấy ạ. Đó, đây ạ. Mời quý anh chị và mời anh Tùng là ngắm lại bộ tranh một lần nữa nhé. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm thì mọi người có thể là vui lòng liên hệ giúp em trực tiếp qua hotline 0837 3 con 9 3 con 7, hoặc quý anh chị có thể về về trực tiếp cơ sở bên em, có địa chỉ tại số 47 và số 54 thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để được thăm ngắm sản phẩm trực tiếp anh chị nhé. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đón xem cái video của cơ sở bên em ngày hôm nay ạ. Em xin cảm ơn ạ.